Quý vị và các bạn đang đến với kết quả bảng xếp hạng tất cả các bảng đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023 tính đến ngày 19 tháng 1. Bên cạnh đó là cập nhật lịch thi đấu có trong ngày hôm nay, những thông tin mới nhất liên quan đến Asian Cup. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Như vậy là thêm 3 trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ hai nữa đã khép lại với các tỷ số. Cặp đấu giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Syria đã khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về cho đội tuyển Australia. Trong khi đó, thì cuộc đụng độ giữa đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Uzbekistan đã không có bất ngờ. Uzbekistan đã giành chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ. Palestine và UAE đã hòa nhau với tỷ số 1 đều chung cuộc. Và sau đây là bảng xếp hạng của tất cả các bảng đấu vòng chung kết Asian Cup 2023. Tại bảng A thì họ đã khép lại lượt trận thứ hai. Chủ nhà Qatar xếp ở vị trí số 1 và có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, là đội bóng đầu tiên có mặt tại vòng knockout. Trung Quốc nằm ở vị trí thứ hai với 2 điểm sau 2 trận hòa. Nguy cơ bị loại của đội bóng này là cực kỳ cao vì lượt đấu cuối cùng họ phải chạm trán với chủ nhà Qatar. Hai đội bóng xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư, mặc dù mới có cho mình 1 điểm, thế nhưng cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn nguyền. Tại bảng B thì đội tuyển Australia có được 6 điểm nằm ở vị trí số 1, là đội bóng thứ hai tiếp sau Qatar góp mặt tại vòng knockout. Uzbekistan sau trận thắng trước Ấn Độ, họ có 4 điểm xếp ở vị trí thứ hai. Nằm ở vị trí thứ ba đó chính là đội tuyển Syria với 1 điểm. Ấn Độ sau 2 lượt trận chưa có điểm số nào. Tại bảng C, đội tuyển UAE dẫn đầu với 4 điểm, Iran xếp ở vị trí thứ hai với 3 điểm có được. Palestine có 3 điểm và Hồng Kông Trung Quốc xếp ở vị trí cuối cùng với 0 điểm. Tại bảng D, Nhật Bản đang dẫn đầu với 3 điểm, cùng có 3 điểm thì đội tuyển Iraq tạm xếp ở vị trí thứ hai. Việt Nam nằm ở vị trí thứ ba và Indonesia nằm ở vị trí thứ tư. Ở lượt trận thứ hai thì Việt Nam sẽ chạm trán với Indo, còn Nhật Bản sẽ đối đầu với đội tuyển Iraq. Đây đều là hai cặp đấu đáng để được người hâm mộ bóng đá Việt Nam và bóng đá khu vực châu Á cực kỳ chờ đợi, khi mà Nhật Bản và Iraq là hai đội bóng mạnh của khu vực châu Á. Việt Nam và Indonesia đang cạnh tranh nhau vị trí thứ ba tại bảng đấu này. Tại bảng E thì đội tuyển Jordan và Hàn Quốc chia nhau vị trí số 1 và thứ hai. Hai đội bóng đều có cho mình 3 điểm sau trận thắng ở lượt trận đầu tiên. Hai đội bóng chưa có điểm số nào là Bahrain và Malaysia, tạm thời đang nằm ở cuối bảng. Tại bảng F, một bất ngờ cực kỳ lớn khi đội tuyển đại diện đến từ Đông Nam Á là Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm. Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm, tuy nhiên tạm nằm ở vị trí thứ hai. Oman và Kyrgyzstan chưa có điểm số nào sau lượt trận đầu tiên, tạm chia nhau 2 vị trí cuối cùng. Sau đây xin mời quý vị đến với lịch thi đấu có trong ngày 19 tháng 1 và rạng sáng ngày 20 tháng 1. Trong ngày 19 tháng 1 thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chắc chắn rất quan tâm vào cặp đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam được diễn ra vào lúc 21:30. Tuy nhiên thì vào trước đó, vào lúc 18:30, đội tuyển Nhật Bản và Iraq cũng sẽ có cuộc so kè với nhau. Đây là một trận đấu cũng cực kỳ quan trọng khi hai đội bóng cũng muốn định đoạt trận đấu để giành vé trực tiếp đến với vòng knockout. Hai cặp đấu này đều sẽ được trực tiếp tại FPT Play và kênh YouTube của FPT VTV5. Vào 0:30 rạng sáng ngày 20 tháng 1, đó chính là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc và đội tuyển Iran. Trận đấu này sẽ được trực tiếp tại kênh YouTube của FPT. Và tiếp theo trong bản tin thì quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi phân tích đôi chút liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Rousset, U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam đều gặp khó khăn mỗi khi đương đầu với những đội bóng cửa dưới. Vậy trước một Indonesia, nhà cầm quân người Pháp sẽ chọn cách tiếp cận như thế nào? Trước đây thì dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng có những kết quả rất tốt khi gặp đối thủ yếu. Cụ thể trong 5 năm dẫn dắt binh đoàn dòng vàng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khiến cho Indonesia phải nếm chai đắng tới 8 lần. Trong đó thì có 4 lần tại đội tuyển quốc gia và 3 lần tại SEA Games và 1 lần tại vòng loại U23 châu Á 2020. Và trong 7 năm gần đây, đội tuyển quốc gia Indonesia cũng chưa từng thắng được đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ trận đấu nào. Giờ đây thì khi chiếc ghế U23 lẫn đội tuyển quốc gia được tiếp quản bởi huấn luyện viên trưởng Philippe Rousset, cái duyên trước Indonesia của bóng đá Việt Nam đã bị phá vỡ. Cụ thể thì tại SEA Games 2023 vừa qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã để thua tức tưởi trước U22 Indonesia. Dù được chơi hơn người trong hơn 1/3 thời lượng trận đấu, nhưng thầy và trò huấn luyện viên Philippe Rousset đã phải nhận thất bại ở ngay phút cuối cùng. Sau gần 7 tháng, giờ đây huấn luyện viên Rousset mới có cơ hội tái đấu với Indonesia tại Asian Cup 2023. Cuộc đụng độ vào ngày 19 tháng 1 sẽ là một trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội lọt vào vòng trong của đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia. Do đó, mục tiêu 3 điểm là yếu tố tất yếu của hai đội bóng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào, sơ đồ chiến thuật lẫn con người có giống với trận đầu gặp đội tuyển Nhật Bản hay không? Việc gặp những đội bóng cửa dưới là điều huấn luyện viên Philippe Rousset làm chưa tốt trong giai đoạn trước đây. Đội hình chắc chắn sẽ không có quá nhiều sự thay đổi vì những con người ở trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản đang thể hiện rất tốt và gần như là tối ưu tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì cách tiếp cận sẽ phải thay đổi bởi khi gặp Nhật Bản, chúng ta cố gắng chơi cầm cự và để thua càng ít càng tốt.
Còn trong khi đấu với Indonesia là chúng ta bắt buộc phải giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam cần phải kiểm soát bóng, kiểm soát tiết trận trước và có được sự chủ động để tìm kiếm bàn thắng. Đây là một bài toán khó khăn cho ông Chủ Trì vì đội tuyển Việt Nam chưa làm tốt điều đó trong giai đoạn trước đây. Nói về cơ hội trở lại đội hình xuất phát của những trụ cột như là Quang Hải, Văn Thanh, Văn Toàn thì chắc chắn là bộ ba bao gồm Quang Hải, Văn Thanh và Văn Toàn sẽ được sử dụng và sẽ được trọng dụng trong trận đấu này. Vì kinh nghiệm của họ là điều tất yếu để có thể vượt qua được Indonesia vốn rất già dơ ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên thì bài toán mà ban huấn luyện là phải tính toán dùng họ ở thời điểm nào là hợp lý nhất, như là Văn Thanh và Hồ Tuấn Tài hoàn toàn có thể đá chính ngay từ đầu thay cho Xuân Mạnh. Nhiều khả năng bổ khung trận gặp đội tuyển Nhật Bản sẽ được giữ nguyên để có thể giữ một thể trạng và phong độ tốt nhất. Chắc có lẽ chỉ có 1 đến 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của trận đấu này so với đội tuyển Nhật Bản. Một chút cập nhật liên quan đến những điểm nhấn trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Bước vào cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Philip Duce đã cho biết: "Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 của Indonesia, đây là tiền vệ Ferdinand. Anh ta thể hiện nổi bật ở trận đấu trước, nhưng phải nhìn khách quan mà nói, sức mạnh lớn nhất của họ là tinh thần chiến đấu tập thể. Họ có sự cân bằng trong cả tấn công và phòng ngự." Ông Duce còn nói thêm, trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, chúng tôi đã đá để khẳng định chính mình. Còn trận gặp đội tuyển Indonesia thì chúng tôi sẽ đá để khẳng định vị thế của mình. Trong buổi họp báo trước trận đấu thì thủ môn Philip Nguyễn cũng có những chia sẻ như sau: "Trận vừa rồi là trận chính thức đầu tiên của tôi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Màn trình diễn của toàn đội đã gây bất ngờ với dư luận. Bởi Nhật Bản đang là một đội bóng top 15 của thế giới. Nhiều người nghĩ họ sẽ thắng Việt Nam với một cách biệt lớn, nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Tất nhiên là ở hiệp 1 có thời điểm chúng tôi đã dẫn trước 2-1. Thật không may Việt Nam đã thua, nhưng tôi vẫn tự hào về tập thể. Trước khán giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới dõi theo trận cầu này, chúng tôi đã chứng minh mình có thể chơi tốt." Nói về mục tiêu của trận đấu này thì huấn luyện viên Philip Duce cũng đã nói: "Trận đấu với Indonesia là một phần trong quá trình tổng thể để qua được vòng bảng. Chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận đấu này và nếu có thể cả trận đấu gặp đội tuyển Iraq nữa, như vậy là 6 điểm. Còn nếu không đoạt được số điểm tối đa thì chúng tôi sẽ cố gắng có được điểm số phù hợp cộng với hiệu số bàn thắng bại để qua được vòng bảng. Chúng tôi vẫn có quyền tự quyết trong tay, nhưng tôi biết rằng chắc chắn ở phía Indonesia cũng nói như vậy. Cơ hội cho hai đội trong trận đấu này là 50-50 và kết quả cũng có thể định đoạt từ những chi tiết nhỏ của các cầu thủ thể hiện trên sân." Ở bên kia chiến tuyến thì huấn luyện viên Shin Tae-jong cũng đã có một bài phát biểu vô cùng tâm lý và vô cùng khẩu khí. Cụ thể thì ông thầy người Hàn Quốc của Indonesia đã chia sẻ: "Lâu rồi Indonesia mới dự Asian Cup. Các đội bóng Đông Nam Á như là Việt Nam, Malaysia hay là Indonesia đều có những sự tiến bộ. Được dự sân chơi lớn như thế này là vinh dự. Chúng tôi hy vọng cầu thủ ra sân chơi tốt và thắng trước Việt Nam, mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Hai đội đã đấu với nhau nhiều lần, không chỉ Asian Cup mà cả vòng loại World Cup nữa. Trận đầu chúng tôi thua nên trận này rất quan trọng. Chúng tôi bắt buộc phải thắng. Việt Nam và Nhật Bản đều là những đội bóng mạnh, nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện viên, nhất là khi còn dẫn dắt Hàn Quốc ở World Cup 2018. Không ai lúc đó có thể nghĩ rằng đội tuyển của chúng tôi, đội tuyển Hàn Quốc có thể đánh bại được đội tuyển Đức hùng mạnh. Vậy nên Indonesia sẽ không đầu hàng mà sẽ đón nhận mọi thử thách và tiến về phía trước." Như vậy là sau cùng trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-jong cũng đã nói rất là kỹ với những kinh nghiệm mà ông có được trong nhiều năm qua. Việc có thể vượt qua được đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau tất cả, quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán chung cuộc tỷ số trận đấu này ở dưới mục bình luận. Liệu rằng hai đội bóng, đội nào sẽ có cửa đi tiếp sau vòng đấu này khép lại? Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ channel của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!